Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Các nội dung chính sẽ phát trong chương trình ngày hôm nay bao gồm: VinFast chơi lớn bán Lux từ 330 triệu đồng hoặc quy đổi ra nhà Vinhomes nếu khách trả thẳng. Xe VinFast Fadil bị bỏ không đến han rỉ khiến nhiều người tiếc đứt ruột. Sau thông báo lỗ 300 triệu một xe, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ làm gì? Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. VinFast chơi lớn bán Lux từ 330 triệu đồng hoặc quy đổi ra nhà Vinhomes nếu khách trả thẳng. Thưa quý vị, chiều muộn 29 tháng 11, hãng xe Việt phát đi thông báo cho biết khách hàng mua xe VinFast Lux kể từ ngày 1 tháng 12 sẽ được hưởng chương trình hỗ trợ trả góp như áp dụng với Fadin từ cách đây khoảng 10 ngày. Tuy nhiên với Lux, VinFast chưa công bố thời gian kết thúc chương trình, tức là có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, mốc 15 tháng 2 năm sau. Cụ thể, với hai dòng xe là Lux SA 2.0 SUV 7 chỗ và Lux A 2.0 sedan 5 chỗ khách hàng sẽ thanh toán trước 30% giá trị khi mà mua xe, 70% còn lại sẽ được thanh toán dưới hình thức trả góp trong vòng 8 năm thay vì 5 năm như pha đình. Trong 2 năm đầu, VinFast sẽ chi trả toàn bộ tiền lãi vay, khách hàng chỉ cần thanh toán tiền gốc vay hàng tháng. Từ năm thứ 3 trở đi, khách hàng thanh toán tiền gốc và lãi vay với mức lãi suất không vượt quá 10,5% một năm. Trong trường hợp từ năm thứ ba trở đi, lãi suất thả nổi trên thị trường cao hơn mức 10,5% một năm. VinFast sẽ hỗ trợ chi trả phần lãi suất chênh lệch cho ngân hàng. Khách hàng chỉ phải trả mức lãi suất cố định 10,5% một năm. Trong trường hợp từ năm thứ ba trở đi, lãi suất thả nổi trên thị trường thấp hơn mức 10,5% một năm. Ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất thấp hơn này cho khách hàng. Làm phép quy đổi với giá bán hiện tại dành cho mẫu sedan VinFast Lux A2.0 phiên bản tiêu chuẩn là 1,099 tỷ đồng. Khách hàng sẽ thanh toán là 329,7 triệu đồng ban đầu, tương ứng với 30% giá trị xe. Trong 2 năm đầu tiên, mỗi khách hàng phải trả 7,5 triệu đồng tiền gốc vay. Kể từ năm thứ 3 trở đi, mỗi khách hàng phải trả tối đa 11,1 triệu đồng tiền gốc và lại vay. Tương tự, với mẫu SUV VinFast Lux SA2.0 phiên bản tiêu chuẩn, Số tiền thanh toán ban đầu mà người tiêu dùng phải trả khi mua xe là 459 triệu đồng. Trong 2 năm đầu tiên, tiền gốc vay hàng tháng phải trả là 10,5 triệu đồng. Kể từ năm thứ ba trở đi, khách hàng phải trả cả gốc và lãi mỗi tháng tối đa 15,4 triệu đồng. Một điểm khác nữa với chương trình ưu đãi đối với Fadin, VinFast cho phép khách hàng trả thẳng và quy đổi ra một voucher mua nhà tại bất kỳ một dự án nào của VinHomes với tổng giá trị bằng 13% giá xe. Xe VinFast fadil bị bỏ không đến hang rỉ khiến nhiều người tiếc đứt ruột. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải trên các diễn đàn ô tô xe máy, sự quan tâm của cộng đồng bốn bánh dành cho bức hình VinFast Fadin trắng bị bỏ không liên tục gia tăng là phương tiện di chuyển và tài sản có giá trị thường được giữ gìn cẩn thận, vậy nên nhiều người không khỏi tò mò lý do vì sao mà chủ nhân lại bỏ chiếc xe ngoài trời không sử dụng, mặt mưa nắng và lá rụng bám đầy trên gương kính chắn gió của xe. Thậm chí theo người đăng tải hình ảnh, chiếc xe được cho là nằm trong khuôn viên một trường đại học khu vực cầu giấy hà nội. Sau thời gian dài không được chăm sóc bảo dưỡng sử dụng, phần địa phanh của chiếc Fadil đã han rỉ, xe cũng chưa được chủ nhân ra biển nhiều tranh luận nổ ra xung quanh chiếc pha đinh đa phần đều rất tiếc vì giá trị chiếc xe đang mất dần khi chịu cảnh phơi sương nắng số khác lại muốn tìm chủ nhân xe để thương lượng mức giá phù hợp mua lại pha đinh tài khoản anh tú bình luận dưới hình ảnh chiếc xe bị bỏ không quá lãng phí người ăn không hết kẻ lần chẳng ra không chỉ chiếc pha đinh trắng một chiếc xe khác của hãng xe VinFast cũng phủ bụi trong một tầng hầm gửi xe. Bất ngờ hơn là đã có một màn trao đổi mua bán khá là thú vị xung quanh chiếc xe này. Bởi vì quan tâm đến chiếc xe lâu ngày không đi, một vị khách đã viết lên lớp bụi trước nắp capo dòng tin nhắn, ngỏ ý muốn mua lại chiếc xe. Tuy nhiên, chủ nhân xe cũ cũng để lại dòng trả lời là mình không muốn bán xe. Là mẫu xe hạng A, được trang bị hàng loạt tính năng an toàn cao cấp nhất phân khúc như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC và trang bị động cơ 1.4 lít cùng hộp số tự động vô cấp CVT cho công suất 98 mã lực và mô men xoắn 128 Nm, ngang bằng sức mạnh của một mẫu xe cỡ B. Vì thế, VinFast Fighting được khá nhiều khách hàng Việt quan tâm. Hiện tại, mẫu xe đang có giá niêm yết từ 395 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 429 triệu đồng cho bản Plus. Để kích cầu thì mới đây, hãng xe Việt đã tung chương trình miễn phí lãi vay trong 2 năm đầu tiên và được vay trong vòng 5 năm cho khách hàng vay ngân hàng mua pha đinh, khiến cho chiếc xe đang có nhiều ưu thế về giá trong phân khúc A. Sau thông báo lộ 300 triệu một xe, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ làm gì? Thưa quý vị, bà Nguyễn Thị Vân Anh, phó tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast, khẳng định chắc chắn sẽ có kế hoạch niêm yết hãng xe này sau một thời gian nữa Chính vì mục tiêu này, VinFast không ngại việc minh bạch thông tin. Mới đây, lãnh đạo VinFast cho biết VinFast đang lỗ gần 300 triệu đồng trên mỗi chiếc xe Lux A2.0 bán ra thị trường. Bản liệt kê chi phí của VinFast trên mỗi sản phẩm cũng cho thấy là công ty con của tập đoàn Vingroup lỗ khoảng 168 triệu đồng với chiếc Lux SA2.0 và lỗ 107 triệu đồng với chiếc Fadin bán ra. Ngoài việc bán hàng thu lỗ, VinFast cho biết cũng sẽ phải chịu tới 11.070 tỷ đồng chi phí lãi vay và khấu hao vào năm sau. Trong đó, lãi vay dự tính khoảng 6.466 tỷ đồng và khấu hao hơn 4.600 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến 31 tháng 12 2020, mức đầu tư lũy kế vào dự án Vinfast khoảng 97.400 tỷ đồng, cùng với đó tổng gốc vay dự kiến hơn 86.250 tỷ đồng. Theo bà Vân Anh, toàn bộ hệ sinh thái của Vingroup hiện đang thực hiện những chính sách thắt lưng buộc bụng, bán bớt các cổ phần của tập đoàn và các công ty con để có đủ nguồn lực tài chính cho dự án này. Được biết thì mới đây Vingroup đứng ra bảo hành cho các nghĩa vụ của VinFast liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các khoản vay tín dụng trong và ngoài nước giai đoạn 2019-2020, tổng hạn mức không vượt quá 30.000 tỷ đồng. Phía VinFast cũng đang công bố phát hành lượng lớn trái phiếu huy động hơn 5.400 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, kỳ hạn trái phiếu là trong vòng 3 năm. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.